Đây là bài 6 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Hãy nghe cách nói tên Mã Đại Vi. Mã Tào ấy, đây là tên một người nước ngoài. Mã, Mã, Tà, Tà, Quấy, Quấy, Mã Tào ấy, Mã Tào ấy. Hãy nghe từ ngôn ngữ, ngữ yến. Âm Hán Việt là ngữ ngôn, ngữ yến, ngữ, ngữ, yến, yến, ngữ yến, ngữ yến, ngôn ngữ, ngữ yến, ngữ yến. Hay nói từ ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Hay nghe từ học viện. Xuế yuàn. Xuế yuàn. Xuế. Xuế. Yuan, yuan, xuế yuan, xuế yuan. Hay nói học viện. Xuế yuan, xuế yuan. Học viện ngôn ngữ, nguyên văn là ngôn ngữ học viện. Ngữ yến xuế yuan. Ngữ yến xuế yuan. Hãy nghe từ học sinh. Xuế sinh. Xuế. Xuế. Sinh. Sinh. Xuế sinh. Xuế sinh. Hãy nói học sinh. Xuế sinh. Xuế sinh. Hãy nhắc lại từ giáo viên. Lão sư. Phóng viên. Chỉ trở. Chỉ trở. Bác sĩ. Y sinh. Y sinh. Giáo viên ngoại ngữ. Ngoại ngữ lão sư. Giáo viên tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ lão sư. Việt Nam ngữ lão sư. Hãy nhắc lại học sinh. Xuế sinh. Xuế sinh. Học viện ngôn ngữ. Ngữ yến xuế yuàn. Ngữ yến xuế yuàn. Bây giờ hãy nghe cách nói. Học sinh của học viện ngôn ngữ, nguyên văn là học viện ngôn ngữ của học sinh. Ngữ yến xuế yuàn de xuế sinh. Ngữ yến xuế yuàn de xuế sinh. Hãy chú ý từ tơ nằm giữa từ học sinh và học viện ngôn ngữ. Từ tơ này nối giữa danh từ và định ngữ trong tiếng Trung. Ở đây danh từ là học sinh, xuế sinh.
định ngữ là học viện ngôn ngữ, 语言学院.